Cô Như Phúc và các mạnh thường quân như chú Hùng, chị Linh, chị Quỳnh Anh làm trưởng đoàn, cùng quý Phật tử nam nữ ở gần chùa đây, trước là dâng lên những cúng dường mùi phương tam bảo, sau để hộ trì cho chùa Phước Long của tự ngày càng thân thịnh và thật lòng như một chiếc thuyền từ để dẫn dắt thầy, là một nghiệp cầu nối để chia sẻ tình thương của quý nam nữ Phật tử đến ngôi già lam Phước Long của tự của chúng con. Một lần nữa chúng con ngưỡng nguyện hết lòng cả trái tim của mình cầu nguyện cho hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho quý mạnh thường quân và Phật tử được nhiều pháp bảo kinh an tệ năng thường chiếu. Thầy mãi mãi là một bóng cây đại thọ để dẫn dắt cùng che chở bao bọc để chia sẻ tình yêu thương, dẫn dắt kết nối những bàn tay đến những bàn tay, từ trái tim đến giá trái tim. Cuối lời, chúng con xin đại diện chùa Phước Long của tự xin gửi lời chúc đến những mạnh thường quân, những nam Phật tử có mặt ngày hôm nay đều được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, những điều an lành nhất và những điều hạnh phúc nhất đến với tất cả quý vị. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ, kính thưa bà con, thì cũng vừa Hùng Nguyễn cũng vừa nhận được cái tin của chị Linh, là chị Linh sẽ chị Linh được chị Phượng Hoàng, chị ở Mỹ gửi thêm kèm thêm 100.000 cho mỗi phần quà, thì mỗi phần quà mình nhận thì sẽ kèm theo 100.000, thì cái số tiền này thì cũng chị Phượng Hoàng xin được hồi hướng công đức làm cho ba của chị là ông Hoàng Công Minh, pháp danh là Nhật Minh, ông cụ hưởng thọ 91 tuổi, xin cầu cho ông sớm được giảng sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô cầu giảng sanh cực lạc, nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ xin mời quý Phật tử thứ tự theo 5 người đã nhận phần quà từ từ cách ly giảm 5K, thực hiện 5K. Ủng hộ quý đương ở Bến Tre, ủng hộ từ thiện tình nguyện để
Nước đi quý vị.